là mọi người, Lan đây. Chúc mừng đề cập là mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thật là mùa hè đúng không? Hơi xèm chút. Đã lâu, thiệt là lâu rồi Lan chưa có làm video favorite. Cho nên là nhân dịp kết thúc cái quý 1, 3 tháng đầu năm 2021 thì Lan Anh sẽ làm một cái video tổng kết những cái món dạo gần đây Lan Anh mê. Tại vì á, năm ngoái là Lan Anh cũng không có mê cái gì nhiều lắm, cho nên Lan cũng không có tổng kết là 2020 favorite. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu video nha. Video này sẽ chia làm hạng mục là make up nè, rồi skin care nè, rồi body care với lại lifestyle. Mình sẽ đi từ make up trước, những cái thứ nhỏ trước. Thì đầu tiên là Lan Anh đang rất là mê cái bộ kẻ lông mày này của Cathy Dawn. Cái này thì Lan Anh hồi đó được gửi nguyên một cái bát quà rất là bự, rất là hoành tráng luôn. Thì cái này nó có ba tông, thì Lan Anh xài màu tông số 3 Dark Tone này. Thì mở ra nó sẽ như thế này nè mọi người. Đó, nó sẽ có ba màu từ trên xuống dưới. Lan Anh thì hay xài hai màu này nè, tại cái màu này nó xám quá, hai màu này mix lại với nhau rất là tự nhiên. Và khi mà cái này kéo ra đó, nó còn một cây spoolie, một cây cọ kẻ vát với lại một cái viết nữa. Đây là một cái bộ của nó, đây khá là hay đó mọi người, và rẻ nữa. Và bám màu cũng rất là lâu nữa, nó bám màu kiểu ngang ngang với lại Anastasia Beverly Hills luôn á. Recommend mọi người hãy thử xài cái này đi. Cái này có thể sử dụng làm phấn mắt hoặc là tạo khối để mọi người có khả năng điều chỉnh màu sắc. Tiếp theo là Lan Anh có một cây bấm mi. Cái bấm mi này thì Lan Anh được Dear Dahlia gửi một cái bát quà rất là to. Và Lan Anh xài thử cái bấm mi này xuất sắc lắm, xuất sắc hơn Shu Uemura nữa. Rất là cong và giữ cong rất là lâu luôn á, và rất là nhẹ. Chứ không phải là bấm kịch lên giống như là Shu Uemura, mà cái này bấm một phát là lên luôn. Và nó còn là màu rose gold nữa. Trời ơi, đẹp dã man. Lông mi Lan Anh bấm nè, nó rất là cong đúng không? Tiếp theo cũng là một bộ đôi mà Lan rất là thích, đó chính là má hồng của MAC với lại một cây cọ của MAC luôn. Cái này thì Lan Anh mua dịp sale sinh nhật của Lazada, thì mua một cái má hồng là được tặng một cây cọ. Cái má hồng này hồi đó Lan Anh có xài màu plus please, nhưng mà Lan Anh mua màu so natural cho nó đẹp dã man. Và cái cọ này nó mềm dã man luôn á, trời ơi, kiểu giảm lại rất là ok, nó mềm lắm, có thể giảm suốt ngày được luôn. Cái này á, càng giảm thì nó không có bị kiểu khaki hay là bị quá dày hoặc là bị trượt nền của mình đó. Cho nên là recommend mọi người hãy thử xài cái dòng này, hình như là 700.000 hay sao á, nhưng mà có thể dùng tay, dùng cọ, tùy mọi người. Cái chất của nó rất là lạ, nó rất là bouncy, nó rất là kem và xốp mịn. Cuối cùng là son, thì không thể nào thiếu son được, cho nên Lan mua rất là nhiều son luôn. Cái bộ sập của Lan Anh chắc lên trăm mấy cây. Là ba cây son Lan rất là thích. Đầu tiên á là Lan Anh mix hai màu này lại với nhau ở trên môi của Lan Anh. Ở dưới màu base là màu Milkshake của Sunny Face. Đây, nó là một màu hồng đất nhưng mà phải make up. Và cái chất son lên rất là mượt, nó rất là rich, nó đậm màu từ cái lần quẹt đầu tiên. Cái này là mua 200 mấy thì phải á, và nó cũng khá là nhẹ, và cái packaging nó cũng kiểu tinh tế đơn giản, nhưng mà ý là nó cũng sẽ không có được xịn sò như là các cây son high end khác. Tiếp theo là màu MAC Cashmere của MAC, dòng Powder Kiss Liquid Lip Color. Cái màu này rất đẹp, và nó thấy cái chất son này cực. Rất là hợp với lại phong cách boho. Cuối cùng là một cây Dior Rouge Icon Velvet. Thì cái này là dòng mới ra từ hồi 8 tháng 3. Nổi nhất là màu 999, nhưng mà Lan Anh rất thích màu này 720, màu hồng đỏ đất. Đây, tổng hợp các màu đất hồng đỏ. Và đó là những cây son mà Lan Anh yêu thích. Và Lan Anh mua rất là nhiều son nha mọi người, mà Lan mua toàn son hay không, cho nên không biết là có nên làm video swatch son mới hay không. Mọi người hãy cho Lan Anh biết ở dưới phần comment nha. Bây giờ chúng mình sẽ move on qua phần skincare. Thì đầu tiên sẽ là tẩy trang. Rất mê tẩy trang cho nên Lan thử rất nhiều loại tẩy trang. Với tội chai này, chắc là các bạn biết không, cái chai này thì của Senka. Nếu mà nhắc tới Senka thì các bạn cũng đã biết Lan review rất là nhiều từ Senka, như là nước tẩy trang, serum mặt, kem chống nắng, vân vân và vân vân. Cho nên á, là vì cái brand này nó thuộc tập đoàn Shiseido và nó giá rất là bình dân. Đợt này thì Lan Anh thấy cái dòng tẩy trang nó ra tới hai loại. Cái loại này mà Lan Anh đang cầm đó chính là Perfect
Clear Cleanse là gel tẩy trang rửa mặt 2-in-1 với lại một cái là nước sữa tẩy trang 2 lớp. Nhưng mà Lan mua loại này tại vì dạo này mẹ bỉm hơi lười tẩy trang kiểu 6-7 biến thì chỉ cần một lớp dầu tẩy trang xong rồi sữa rửa mặt là xong. Với lại dạo này Lan cũng dùng treatment, bắt đầu dùng retinoid với lại BHA nhiều hơn á, cho nên là Lan cũng không muốn ma sát da quá nhiều với lại bông tẩy trang. Cầm cái chai này lên, các bạn có thấy cái này 2 lớp không? Cái này là lớp màu trắng, cái này là lớp màu xanh. Thì ở trên là lớp dầu, còn ở dưới là lớp gel, lớp dầu tẩy trang và lớp gel rửa mặt. Bây giờ mới gọi là gel tẩy trang rửa mặt 2-in-1. Và Lan thấy cái này nó rất là hay, nó hướng dẫn sử dụng ở trong cái bao á, đó chính là các bạn lắc lên 5 lần, 3, 4, 5 rồi mới xài. Đó thì nó sẽ hòa vào thành một cái màu xanh dương như thế này. Tại vì cái chai này nó có cái lớp dầu tẩy trang ở trên á, cho nên là nó sẽ làm sạch, rất là sạch cái lớp kem chống nắng hoặc là cái lớp trang điểm của mình. Và các bạn cũng biết là cái dầu tẩy trang thì cái khả năng làm tan cái lớp makeup với lại làm tan cái kem chống nắng nó nhanh, nó gọn và nó sạch đến cỡ nào rồi đó. Lan Anh dùng cái này thì cảm thấy rất là sạch ở trên da. Cái này thì nó còn được giới thiệu là dùng được cho mi nối nữa, cho nên bạn nào nối mi mà xài này rồi có thể comment ở dưới cho mọi người cùng biết. Còn đối với ngày nào mà full face makeup này như Lan Anh á, và Lan Anh đặc biệt dùng các loại mascara rất là không trôi, thì Lan Anh phải có thêm một cái loại mascara tẩy trang chuyên dụng nữa để kiểu như là không có bị ma sát nhiều lên lông mi quá. Thì còn lại á, cái lớp kiểu lông mày, mascara chân mày, eyeliner, son kem lì gì á thì các em này là làm sạch được hết. Chỉ trừ mascara không trôi là phải có tẩy trang chuyên dụng thôi. Bạn nào không có mascara chuyên dụng á thì mình có thể đứng massage theo cái chiều như thế này nè, từ trên xuống dưới. Đó, đứng một chút xíu, xoa nhẹ nhẹ là nó sẽ bong hết. Nhưng mà cần phải có thao tác nhẹ nhẹ một chút. Cái lớp gel rửa mặt thì nó có các thành phần rất là quen thuộc của Shiseido là chiết xuất tơ tầm trắng cũng như là lượng hyaluronic acid được gấp đôi. Bên cạnh đó là em này được bổ sung collagen để chống lão hóa, thích hợp với những bạn trên 25 tuổi như mình. Đây là một sản phẩm không cồn và không có dầu khoáng nên da nhạy cảm cũng quan trị được luôn. Cá nhân là anh thấy cái thời tiết nắng nóng này nè mà nó còn ẩm nữa, cái độ ẩm nó rất là nhiều ở trong không khí thì da mình sẽ rất là dễ bám bụi, kiểu rất là dễ đổ dầu, cho nên là cái khâu làm sạch ở trong cái mùa này cực kỳ quan trọng để không bị nổi mụn, không bị bít tắc lỗ chân lông, không có bị nổi mụn ẩn. Cho nên là cái mùa này quan trọng nhất là khâu tẩy trang. Nếu mà bạn nào lười như Lan Anh á thì dùng cái này là 2-in-1 rồi, tức là mấy bạn không cần phải rửa lại với lại sữa rửa mặt mà nó vừa là tẩy trang vừa là sữa rửa mặt luôn. Đối với Lan Anh á, có một cái điều là khi mà nhũ hóa em này và rửa mặt em này đi thì Lan Anh thấy hơi cay mắt, nhưng mà Lan Anh nghĩ là tại vì mắt Lan Anh là mắt nhạy cảm, với lại Lan Anh có bị bệnh mắt là giãn tĩnh mạch mắt á, cho nên mắt Lan Anh rất là nhạy cảm. Nhưng mà bạn bè Lan Anh dùng thì không thấy gì hết, cho nên là các bạn cứ tự tin thử xem sao. Nếu mà bạn nào có mắt nhạy cảm như Lan Anh thì mình dùng tẩy trang chuyên dụng cho vùng mắt là ok la. Và đó là em tẩy trang. Tiếp theo là dạo này Lan Anh dùng treatment cho nên là Lan Anh cần phải đắp dưỡng lại. Thì đây, cái này là Lan Anh mua hồi sale 12 tháng 12 và Lan được tặng rất là nhiều quà. Cái này là Suwasu First Care Activating Serum. Chắc cái em này rất là nổi tiếng rồi đúng không? Tại vì Lan Anh kiểu muốn phục hồi lại da với lại có một cái lớp bảo vệ da trước khi dùng cái sản phẩm đặc trị á, thì Lan Anh dùng em này trước. Em này thì Lan Anh dùng được suốt 3 tuần nay rồi. Mỗi lần dùng thì Lan Anh dùng 1.5 hôm thôi. Nó thấm khá là nhanh, nhưng mà tại vì em này có cồn thì phải, cho nên là nó sẽ khô, nó thấm rất là nhanh á. Lan rất là thích cái điều này, nhất là trong cái thời tiết nắng nóng này nữa. Nó không thích, Lan không thích những cái gì quá đặc, quá ẩm ở trên da nữa, vậy là cần nó thấm nhanh, thoáng, không bị bí da là ok. Cái em này á là có thành phần dưỡng chất Chaung Activator TM thế hệ thứ 5, và nó là cái thành phần mạnh mẽ nhất của cái dòng này so với lại các phiên bản trước. Cái mục đích chính của cái này là tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của làn da, và nó sẽ cải thiện nếp nhăn, cấp ẩm, hỗ trợ khả năng bảo vệ của hàng rào da, và nó sẽ giúp làn da sáng rạng rỡ và trong trẻo hơn. Thì cái Lan Anh cần nhất đó chính là phục hồi với lại bảo vệ cái hàng rào bảo vệ da của mình, để Lan Anh có thể đắp treatment lên mà không bị gì hết. Cái này nó có bán cái chai nhỏ nữa, các bạn có thể mua chai nhỏ thử, và Lan Anh thấy rất là thích. Cái mùa này nó cũng rất là refresh. Tiếp theo, một món skincare cuối cùng nó thì thuộc lip care. Chắc các bạn nhớ không, cái hồi Lan Anh có review các sản phẩm dưỡng môi á, thì cái em này có xuất hiện, đó chính là Aquaphor Lip Repair
Immediate Relief. Đó, kem này Lan xài nó sắp hết luôn rồi mọi người. Mà cái chỗ Lan mua trên Shopee nó cũng hết hàng luôn rồi, Lan phải stock up gấp. Kem này á, tuy là cái mùi của nó khá là ghê nhưng mà nó không có làm cho Lan bị buồn nôn, hoặc là không có làm cho Lan Anh bị mắc ói nhức đầu như là cái em Elizabeth Garden 8 Hour Lip. Thì cái em này nó làm cho môi Lan rất là mềm. Khi mà ngủ chỉ có em này là đủ cho Lan Anh ngủ 12 tiếng thôi. Tại vì Lan Anh bôi skincare rất là sớm, tầm 8 giờ Lan Anh bắt đầu skincare rồi, nhưng mà 6 giờ sáng hôm sau Lan Anh mới dậy. Thì tầm 12 đến 14 tiếng em này rất là ok la. Và khi mà các bạn bôi một lớp dày á, sáng hôm sau các bạn lấy khăn bông các bạn chà một phát là da môi, da chết nó đi hết. Và các bạn đánh son rất là đẹp, và nó phục hồi môi rất là tốt nếu mà các bạn hay bị chàm môi như Lan Anh. Thì cái em này best of the best nha mọi người. Tiếp theo là qua body care. Cùng với Senka á, thì tại vì Lan Anh hay đi Aeon các bạn biết, thì Lan Anh rất là hay đi lượn. Và Lan Anh phát hiện ra em này, không biết tại sao bây giờ Lan mới thấy em này. Cái em này là sản phẩm ra từ năm ngoái rồi đó nha mọi người. Và bây giờ Lan mới biết là Senka có cả sữa tắm. Đây là Senka Perfect Bubble for Body. Và đây là được sản xuất tại Nhật. Nó có tên tiếng Việt là sữa tắm cảm biến chuyển hóa mồ hôi và mình có thể sang hương hoa. Cái này thì Lan chỉ mua dùng thử thôi. Các bạn biết là tại vì có chồng rồi đó, cho nên những cái thứ sản phẩm như sữa tắm, dầu gội đầu xài rất là nhanh hết, tại vì hai đứa xài cùng một lần. Thì cái này Lan chỉ mua về dùng thử mà ăn là rất là thích luôn á mọi người. Thứ nhất là bọt, nó rất là nhiều bọt, bởi vì nó có cái công nghệ tạo bọt của Shiseido á. Các bạn cũng biết là những cái sản phẩm của Shiseido như là Senka, sữa rửa mặt này nọ, bọt rất là mịn, rất là dày, rất là nhiều. Và khi mà tới cái sữa tắm á thì Lan cần một cái sự nhiều bọt như vậy để cảm thấy fancy và đã hơn khi mà đi tắm. Lan Anh thì hay sử dụng găng tay tắm á, cho nên là khi mà sử dụng các loại sữa tắm bình thường thì phải tạo bọt. Cái này thì chỉ cần nhấn một pump rồi tạo một dòng là bọt bung lên rất là nhiều, và sau đó mình chà là da rất là mịn. Còn không, khi mà Lan Anh tắm bồn á thì cũng chỉ cần một pump thôi, sau đó thì Lan Anh chà ở trong nước là bọt nó bung lên phê lắm. Cái thứ hai là thơm, rất thơm, thơm giá mang thơm, nhưng mà nó không phải thơm cái mùi kiểu ngọt mà nồng và kiểu giống như các loại sữa tắm khác, mà nó thơm cái mùi hoa hoa mát mát, rất là hợp với mùa hè. Cái này thì nó là mùi hoa linh lan với hoa nhà, cho nên nè, là hai cái loại hoa rất là trong trắng và tinh khiết và rất là thơm. Nhà Lan có trồng hoa nhài, nó rất là mát, nó rất là fresh. Và Lan dạo này đang ghiền hoa nhài nữa mọi người. Lan xịt nước hoa mùi nhài á, kiểu cho nó kiểu thấy tiểu thơ á mọi người. Cái thứ ba là một cái chai siêu to khổng lồ. Đây, 160.000 cho nửa lít sữa tắm xài một chỉ cana luôn. Thứ tư là thơm lâu. Lan phát miệng cái này thơm lâu thật sự. Nếu mà các bạn ngồi máy lạnh như Lan Anh đó thì nó sẽ thơm tầm 3-4 tiếng luôn á. Nhưng mà không phải là cái dạng thơm mà kiểu tỏa mùi ra như nước hoa đâu nha. Và các bạn thích như vậy nè thì nó mới thơm, chứ không phải là kiểu phát ra nước hoa. Chứ các bạn mua về mà nó không phát ra nước hoa, các bạn nói tôi review sai là không có được đâu nha. Nó chỉ kiểu thơm bám mùi ở trên da thôi. Thứ năm á là cái độ dưỡng ẩm của em này cũng rất là vừa phải. Nó không phải thuộc dạng khô mà sạch kinh kít, mà nó cũng không phải ẩm đến độ mà Lan rất là ghét sữa tắm nào mà kiểu như là chà hoài nước hoài nó không có đi hết bọt á, mà nó cứ dính. Lan rất là ghét. Hồi đó Lan rất là không thích tắm sữa tắm, bây giờ thì bớt rồi. Cái này thì ở đằng sau này nó cũng có ghi là nó có chiết xuất tơ tầm trắng với lại gấp đôi lượng HA để dưỡng ẩm cho da, cho nên là không có bị khô da khi mà tắm xong. Là tắm nước nóng được mọi người, tắm nước nóng thì da sẽ rất là khô á, nhưng mà cái này thì không, ok. Ngoài ra thì em này là có đọc được là nó còn có chiết xuất vỏ cây hoàng bá giúp kháng khuẩn với lại trị mụn nữa, nhất là ai đang bị mụn tay như Lan Anh, hoặc là mụn lưng, hoặc là chân bị viêm tắc lỗ chân lông, thì Lan nghĩ là mọi người có thể thử cái em này xem sao. Và Lan Anh thấy sữa tắm của Nhật được cái là xả rất là nhanh, như hồi nãy Lan nói, nếu mà Lan Anh tắm bồn á thì Lan chỉ cần mở và sen Lan xả lại một lượt là xong, không còn phải tắm lại nữa. Thì lúc mà rửa lại á, sờ trên da nó cảm giác sạch một cách thật, chứ không phải là sạch bông kim kít, mà cũng không phải là sạch kiểu rít ẩm ẩm. Và như hồi nãy Lan có đọc từ hồi đầu mà bây giờ Lan mới nhớ ra, đó chính là nó có công nghệ cảm biến
chuyển hóa mùi hôi và mùi cơ thể sang hương hoa. Thì cái này khi nào Lan đi tập gym để Lan thử coi là nó có thật như vậy hay không, rồi Lan sẽ review trên story Instagram cho mọi người sau. Thì cái công nghệ này là nó sẽ giúp cái mồ hôi với lại cái mùi cơ thể của mình sang cái mùi hoa, cho nên là nó sẽ hạn chế tối đa cái mùi không thơm của cơ thể đó. Nghe cũng hay đúng không? Để hôm nào thử. Đó là về sữa tắm. Sau khi tắm xong thì Lan có bôi kem chống rạn nữa. Thật ra bây giờ bôi kem chống rạn thì nó có hơi trễ, nhưng mà tại vì các bạn biết xong cơ địa Lan là cơ địa rạn, Lan anh bôi hết mấy chai bio oil khi bầu mà bây giờ nó vẫn rạn là các bạn biết là nó cạch, nó kinh dị đến cỡ nào rồi đó. Thì Lan mới mua được cái chai này. Cái đây là cái tuyết Stretch Hue. Đây là cái chai làm mờ rạn và rất là đắt luôn mọi người. Lúc mà Lan anh mua mà kêu chuyển khoản á, là mình có mua lộn không? Xong rồi Lan Anh lên search giá đô la thì nó bắt thật. Kem này thì Lan Anh mua 1.390.000. Nhưng mà nó mờ thật mọi người. Cái vùng rạn của Lan Anh ở bụng á là nó là hồi đó là nó rạn đỏ, xong rồi nó thành màu tím, nó thành màu nâu. Nhưng mà xài 3 tuần liên tục mỗi ngày 2 lần thì Lan thấy nó đã mờ đi được 30% rồi. Nhưng mà Lan thấy cái này nó kiểu nó hơi ẩm á, nó ẩm lắm. Lúc mà tắm lần thứ hai á, Lan vẫn thấy nó vẫn còn kem ở trên bụng chứ nó không có thấm hết, cho nên Lan nghĩ Lan sẽ lấy ít lại một chút để đỡ hao. Nếu mà bạn nào có bị rạn vậy thì vẫn có thể xài được chứ không nhất thiết là mẹ bầu hay là đang cho con bú. Cái này thì nó có một cái chất là squalene, là một cái chất phục hồi da rất là tốt. Mà đứng thứ hai bằng thành phần. Tiếp theo là một cái kem chống nắng cho body của Watson. Cái này thì nó chỉ có chỉ số SPF 50+ và PA 3+. Cái này là chống nắng cho body nha mọi người. Và nó có một cái texture lỏng và nó thơm lắm mọi người. Cho nên là bạn nào mà hơi ngại mùi thơm và hay xức nước hoa thì chắc không thích em này. Nhưng mà Lan Anh thì không xức nước hoa cho nên em này rất là ok. Thấm rất là nhanh và cái mùi nó thơm kiểu như là tắm em này xong rồi bôi cái em đó thì nó lưu hương khá là lâu á. Và nó không có kiểu quá nồng và nó thấm nhanh, giả mang nhanh luôn. Cho nên là những cái ngày mà hè nắng nực như này nè thì nên có một cái chai kem chống nắng cho body thấm nhanh đến như vậy. Tiếp theo là mình sẽ qua tới một lifestyle hết rồi mọi người. Ở đây là Lan Anh có một cái chai collagen. Thì hôm nào Lan Anh sẽ làm một cái video là những cái thực phẩm chức năng Lan Anh uống để duy trì sắc đẹp gió tóc thiên vậy. Thì cái này là Lan Anh uống của Nucos Super White Whitening and Shining Skin. Cái này uống rất trắng nha mọi người. Nếu mà bạn nào muốn tập trung trắng bóc luôn á thì mọi người uống chai này. Cái chai này nó có 1350mg collagen và nó có rất là nhiều vitamin C nữa. Và nó chiết xuất collagen từ cá, cho nên là mọi người nên uống cái này trước 4 giờ chiều. Ngoài ra thì nó còn có coenzyme Q10, những cái thực phẩm yeast extract và những cái peptide. Nói chung là đây là một cái loại nước uống collagen rất tốt cho bạn nào mà trên 24 nha. Tại vì cái hàm lượng này rất là nhiều. Dưới 24 uống thì có thể bị quá tải nổi mụn. Thì mọi người uống cái này. Và Lan có một đứa em rất là thích trắng, nó uống 5 chai là nó trắng bóc luôn. Nó nhả nắng rất là nhanh luôn và nó làm thâm cũng rất là nhanh. Lan Anh thì không có uống cái liều tấn công. Liều tấn công của cái hãng này á là uống liên tục 20 ngày. Và còn cái liều duy trì như Lan Anh uống thì 2 ngày Lan Anh uống 1 chai. Thì 1 tháng Lan Anh uống 15 chai thì nó đỡ chi phí hơn. Lan chỉ muốn giữ cái làn da sáng khỏe và nó có một cái độ làm vết thương nhanh thôi. Tại vì này Lan nó mụn hơi nhiều. Thì đó, và cái em này nó không có bị khó uống. Nó thơm mùi xoài với lại chanh dây. Uống sau khi ăn, tại vì cái em này có rất nhiều vitamin C. Đó chính là lý do vì sao nó làm sáng da rất là nhanh. Kiểu là anh thấy da là nó bóng, nó khỏe lên hẳn luôn á mọi người. Một hộp này 10 chai tới 1.2 triệu lần. Review xong uống luôn nè, nó hơi nguội rồi, nó hết lạnh. Uống này hơi gắt. Cái này các bạn có thể pha với nước lọc đá cho nó loãng ra hơn. Tại cái này nó chua. Các bạn nào đau bao tử thì phải uống sau khi ăn nha. Snack thôi. Jasmine pomelo tea. Cái này Lan Anh đi Aeon, các anh Lan thấy cái này là trà, nước trà bưởi hoa lại. Thơm lắm mọi người. Mà cái một cái hộp này là uống 3 ngày mới hết luôn á. Cuối cùng trong một lifestyle là những cái lõi lọc nước vitamin mà Lan mua. Lan thường thì sẽ mua nguyên một pack 4 mùi luôn. Thì Lan đã xài hết mùi hoa hồng với lại mùi rừng thông rồi. Lan đang xài cái mùi rừng thông bên phòng tắm. Nó rất là mát, nó rất là hợp với mùa hè á. Và lõi này Lan cầm là lavender và lemon. Lan nghĩ là Lan sẽ tiếp tục sử dụng cái lemon, còn lavender Lan đợi tới mùa nào Lan lạnh hơn Lan xài. Thì cái này nó làm cho tóc
với lại da của Lan Anh mềm hơn được chút xíu, tại vì nước nhà Lan Anh cũng phèn. Nước phèn á thì sẽ làm da mình hơi khô và nó sẽ làm da gầu, cho nên là Lan Anh dùng cái này để hạn chế tối thiểu những việc đó nhất. Thì cái lõi này nó cũng rẻ, 400 mấy, 500 nghìn một lõi và xài được 2 tháng, 3 tháng. Cái mùi này thì nó nước rửa chén chút xíu, nhưng mà Lan thấy mùi hoa hồng với lại cái mùi rừng thông là cái mùi thơm nhất. Còn cái mùi lavender với lại lemon này thì nó hơi hóa học, không hơi nước rửa chén, nhưng mà vẫn được, tại vì lúc mà nước nó đi qua rồi á thì nó sẽ không có mùi nặng như thế này, nó sẽ nhẹ lại bớt và sẽ làm cho da của mình, tóc của mình bớt hơn đó. Đó là những gì mà Lan muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. À, Lan Anh sẽ add một cái playlist ở trên Spotify cho mọi người có thể cùng chia sẻ những cái nhạc mà Lan Anh thích nữa, tại vì Lan cũng rất là thích nghe nhạc á. Yeah, đó là video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Nếu mọi người thích cái sản phẩm nào có thể cho Lan Anh biết ở bên dưới để Lan Anh trải nghiệm sau.